Chào cô và các bạn. Con tên là Lê Nam Anh. Năm nay con 4 tuổi, 9 Học học trường tiểu học và trung học cơ sở Newton TH. Hôm nay con sẽ giới thiệu cho cô và các bạn nghe bài sản phẩm mê cung của con. Con giới thiệu các nhân vật và nhân vật đó hoạt động như thế nào. Con nói đi, các nhân vật của con hoạt động như thế nào, con nói luôn. Vật đi ra sẽ di chuyển theo các phím, mũi tên lên, mũi tên xuống, mũi tên trái và mũi tên phải. Còn khi nhân vật ghi ra chạm vào các nhân vật như con rơi, con ma sẽ dừng lại chương trình. Còn các nhân vật thức ăn. Còn khi ghi ra chạm vào các nhân vật thức ăn thì sẽ phát ra những âm thanh ăn ạ. Và Và các nhân vật thức ăn sẽ ẩn đi. rồi tiếp tục còn những nhân vật nào nữa? Còn các nhân vật con rơi sẽ đi lên đi xuống, còn con ma sẽ đi ngang lên xuống dọc vậy. Rồi còn nhân vật lá cờ. Còn khi ghi ra chạm vào nhân vật mũi tên thì sẽ chuyển sang mê cung hai. Còn khi khi ở mê cung hai mà nếu nhân vật ghi ra chạm vào lá cờ thì sẽ chuyển sang phong nền win ạ. Rồi bây giờ con hãy test cho cô hai chế độ, một chế độ win và một chế độ khi game over nhé. Con chơi một lần win và một lần game over cho cô nào. Con không, con chạy đi, con cứ chạy đi. Rồi khi game over thì cô có thấy có một nhân vật again. Con giới thiệu về nhân vật này cho cô. Và nhân vật again khi khi ấn khi nhấn bấm vào nhân vật again trở lại. Rồi con bấm again nào. Rồi con chạy đến khi thắng nha cô. Ô sao em mới đến cái mũi tên nó đã thắng rồi. Đây là cái lỗi mà con chưa sửa. À, cái lỗi con chưa sửa được đúng không? Rồi con thấy trong dự án của con thấy có cái phần nào nổi bật nhất? Con thấy trong dự án của con phần con ma nổi bật nhất vì con ma có thể đi ngang đi dọc đi xuống ạ. À, có thể đi theo bốn hướng lên xuống và đi sang trái, đi sang phải đúng không? Vâng. À, và trong cái phần dự án của con thấy là trong tương lai con có cần làm thêm điều gì hoặc chỉnh sửa thêm phần nào không? Trong tương lai con sẽ chỉnh sửa các số lỗi và thêm một vài nhân vật cho mê cung sinh cho sản phẩm của con sinh động hơn ạ. Rồi, cô cảm ơn Nam Anh. Dẫn Ừ, rồi phần thuyết trình của con. ạ. Phần thuyết trình của con kết thúc. Chào tạm biệt tất cả các bạn và cô. Rồi, cô cảm ơn Nam Anh. Rồi, có bạn nào nhận xét dự án của Nam Anh không? Thứ nhất,
Cô mời bạn anh Duy nào. Con chưa cô là tí lúc mà tí chưa chơi Rồi con nói đi. Rồi, cô cảm ơn bạn Di. Nam Anh có thể trả lời câu hỏi của Di không? Dạ, con chưa nghe rõ câu hỏi của bạn đấy. Nghĩa là cứ gì ba cứ gì ba cái thử bắt tay bác thì nó là máy tính. Rồi Nam Anh hỏi lại nào. À, Duy hỏi lại nào. Của Duy nó vẫn cứ bị vọng tiếng. Con tắt loa tắt mic ở hẳn một bên đi. Con chỉ mở loa mở mic ở một bên thôi. Rồi. Được rồi đấy. Con nói đi. Rồi. Lúc đầu em nghĩ là chưa chơi hết cái mê cung một thì nó đã quên được gỡ mấy cả cái con giga nó chạy nó cứ có cái gì cầu vồng Có cái mờ mờ đằng sau ấy đúng không? vào. Ừ. Rồi Nam Anh. Dạ, đó là hiệu ứng bóng ma. Rồi với cái phần đầu tiên mà anh Duy hỏi ấy, là chưa chạy hết cái mê cung một ấy mà nó đã win rồi á. Thì đấy là cái một cái phần lỗi mà Nam Anh chưa sửa được đấy anh Duy ạ. Ừ, bạn ấy cũng có nói cái phần đó và bạn sẽ sửa trong tương lai. Rồi cô cảm ơn bạn anh Di và cô cũng đánh giá phần thuyết trình của Nam Anh. Về phần nói thì con nói rất là tốt. Tuy nhiên sản phẩm của con cũng như con nhận xét là có một số lỗi con chưa sửa được và con sẽ sửa những cái phần lỗi đó trong tương lai. Vậy cô sẽ đánh giá phần thuyết trình của Nam Anh là tốt nhé. Và con sẽ sửa lại một số lỗi nhỏ đó ha. Rồi. Vâng, và con cũng thêm vài âm thanh nữa. Ừ. Rồi cô cảm ơn Nam Anh. Bây giờ cô mời phần thuyết trình của bạn Thanh Tâm.